bà xã bị rồi, ông xã bị luôn. Bị gì đây? Đau lưng mấy năm nay. À, gì hả? Chưa có từng đi chụp phim mà luôn. Chưa có chụp hả? Thì đi chụp rồi đó. Ok, hay quá. Đây rồi, cổ là cổ vấn đề. Gai luôn. Một gai á, là gai là C1 với C2 luôn. Một cái gai móc này này kia. Có thấy rồi. Ở đây ha. C3 cũng bị cái gai móc luôn ha. Thấy không? Còn cái C6, C7 ha, là dính luôn. Thấy chưa? Thấy không? Mà cái cổ anh này bị vẹo, thấy không? Thấy rõ ràng ha. Ok, quá đẹp. Rồi có lưng hay sao? Cổ bị thế nào lưng cũng bị. Rồi, hay quá. Ha. Rồi bị luôn nhưng mà cái lưng bị ít hơn. Cái cổ bị nhiều hơn đây nè. Nhưng mà ông này bị cái L5X1 đây nè. Thấy chưa? Gai mọc vôi quá luôn nè, dính cái cột đây nè, cứng lưng lắm. Thấy không? Mà nó vẹo luôn, thấy không? Cái lưng vẹo ha. Ok, được rồi. Vụ này ăn tiền nữa rồi. Rồi, hồi trước mình bên Mỹ không có chụp hả? Chưa lên là chụp. Bây giờ mới chụp hả? Dạ. Rồi bây giờ thôi, bây giờ nói đi, cái hiện tượng khó chịu nhất là sao? Bây giờ thì nó đau ở chỗ đây. Rồi. Nên là khoảng chừng năm nay á, thì nó hơi tê lê nó này. Tê cho đó. Nhất là cái chỗ bà khoai. Được rồi, biết rồi. Nó tê xuống đây. Tê đó. Đôi khi á, mình có cảm tưởng như là nó bị hơi nhức cái đầu. Nhức cái đầu. Đó là do cổ nó chèn. Dạ. Rồi nó làm cho nhức cái đầu luôn. Rồi, đó, ok. Cái chỗ bên hông. Bên hông đó, nó chèn cái lưng ngay. Cái này là L5X1 á. Nó làm cho cái này, nó bị xuống đây luôn, nó bị ngay chỗ này luôn. Được rồi. Giờ đi lại mình không? Đi lại thì cũng thường thường thôi. Nhưng mà ẩn sang bên đó. Ẩn sang bên phải á. Mọi người thấy không? Đi lệch chứ hả? Vai lệch, mông lệch. Đi qua đi. Thằng này nó bị thụt. Ok chưa? Năm hai rưỡi. Quay ra. Anh kéo qua đây khó. Là tại vì nó bị vướng cái chỗ dùng dây này nè. Ok, rồi. Thấy chưa? Thấy không? Hai cái này không có chặt lại mình kẹo. Ok, được rồi. Nhìn nè. Giật nha. Thấy chưa? Chứ không phải kéo, nó kéo. Giật nè, thấy không nè. Thấy chưa? Rồi bây giờ anh cứ động cái tay bên đây coi sao. Mình sao thấy có khác không? Anh ấy cũng không để ý, thành ra là bây giờ không. Không thì thôi. Không. Rồi, động tay. Không để ý luôn. Rồi, bây giờ giở tay lại coi sao đây. Được, nhẹ lắm. Nhẹ lắm, bạn từ từ bình tĩnh. Rất bình tĩnh. Dạ. Đâu. Đỡ. Bạn chưa bài. Chưa bài. Bạn như năm rồi đó. Cái tay mà thuận á. Khi mình chia cái tay này vậy nè. Thì cái tay mà thuận á là chính là tay đau. Tay bị. Rồi dở lên để lại để thử coi. Qua đây. Nghe đã rồi không? Nhẹ lắm. Rồi nhẹ rồi không? Rồi quay đây. Đó. Đưa tay này đây. Đó. Kéo cái này. Chịu qua con này. Cái này còn chút xíu. Chút xíu mọi người sẽ thấy bù lại phần này ha. Nhưng mà nó lên được ha. Rồi làm xíu đi. Vất vả quá. Rồi, nhanh lên. Cái này ra là cái chỗ mà cái thằng Mỹ mà nó làm sinh sống ăn tiền đã.
tức là 50 đô phải không? Rồi nhả lên đây nha, mềm cái lên đây nha, đó đúng rồi, để chỉnh lần cho nó ngon, đây nó đây rồi. Thôi làm khổ là sao? Rồi, mình thẳng người ra. Em nhìn như bên này để đi chỉnh cái lời năm x một vậy. Chẳng lời em thầy. Mềm cái đó đứng hết tầm thế mềm vậy đó. Thế có lẽ là mình dễ được rồi. Thấy mọi chuyện được khác chưa? Qua đây. Ok. Gần 1m54. Wow. Tức là lên được hơn một phân. Hơn một phân rồi. Qua đây. Bây giờ mọi người sẽ thấy sau khi chỉnh cái cổ xong rồi á thì cái tay nó sẽ hoàn toàn khác hết. Ok. Rồi. Cái này còn chút xíu. Không sao, giờ mới chỉnh tiếp. Rồi. Cái nhẹ rồi ha. Ok, được rồi. Rồi. Hốt đi anh em, chùm gam nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133 635, Hà Nội 0326 811 258. Để có trong tay đá chườm gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.